Xin chào mọi người, hôm nay xin mời mọi người cùng mình tham quan. Trước khi xuống dưới biển á, mình sẽ đi vòng vòng cho mọi người tham quan cái biển này nha mọi người. Hôm nay gia đình mình cùng với bé heo đi tắm biển. Thì trong khi trước khi xuống biển á, cái đường này đường đi xuống dưới biển nè mọi người, nhưng mà mình sẽ đi vòng vòng để cho mọi người coi. Mình có thể mình đi ở ở đường này hoặc là mình đi bằng cái đường cát xuống cũng được, nó có đường gỗ với đường cát. Ở đây có mấy cái chòi nè mọi người, mình có thể mình ở đây chơi. Những cái chòi này là hoàn toàn free nha mọi người. Có đầy đủ tiện nghi không? Có chỗ nướng thịt nữa. Bây giờ mình sẽ đi đường này đi ra biển nha mọi người. Này có mấy cái ghế để ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Gió mát ngồi đây ngắm cảnh cũng đã. Nhưng mà bây giờ thì nắng quá, không có ngồi nổi. Và bây giờ mình sẽ đi qua bên đây để cho bé heo nó tắm. Phía bên đây á, là bé heo tắm được, họ họ dành cho những thú cưng tắm. Và một chút nữa mình sẽ đi ra ngoài kia cho cái khu cho người tắm, thì mình sẽ quay cho mọi người coi. Hôm nay biển mình nó đậu nó dơ quá hả? Thường thường ở đây nó sạch sẽ lắm mà sao hôm nay biển cái màu nước nó dơ quá hả? Nhưng mà hôm nay ngày thường mình thích đi ngày thường lắm, ngày thường thiệt là yên tĩnh dễ sợ lắm, không có đông người. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Cảm ơn mọi người. Giờ phải dẫn bé heo đi bơi trước ạ. Xin chào.